Sơn Tùng MTV đâu. Mà tính ra càng nhiều fan thì lại càng là nhiều anti-fan. Tôi có chỉ đánh siêu đánh thuế bà con thôi, ấy thế mà bà con anti-fan tôi quá trời anti-fan. Bằng nghĩ cũng lạ mày ơi, 3 năm nay á, ở cái làng Vũ Đại này không có cặp trai gái nào mà lên duyên chồng vợ hết. Ấy thế là hôm nay tôi tổ chức cái hội làng này cho trai gái tụi nó gặp nhau, tụi nó yêu nhau, rồi nó để ra một bầy con ít. Tao dễ bể mà tính siêu tính thuế. Hai đứa bay á mà có kết con nhỏ nào thì nói với ông xe tơ kết tóc cho